Vãi hàng. Ui nữa hả? Vãi thế. Ok nó một này. Ui vãi. Ui vãi. Ok nó hai này, có ai nữa không? Lên trên từng cái anh em ơi. Ngồi tạm đây quần máu đã. Ui pha này hình như là gặp phải độc yêu quái rồi anh em ơi. Gặp phải team squad rồi thì phải này. Ui lấy bạn đi em ơi. Đây à. Ui vãi. Vãi men. Ây. Ây anh ơi. Anh ơi đừng làm em sợ nhá. Đừng làm em sợ nhé anh ơi. Chạy đâu hả anh ơi? Quay lại đi anh ơi. Quay lại đi anh. Ui nó quẩn đâu rồi các bạn ơi? Đây à. Đây à. Rồi ok bắn vào chân thì cũng đai luôn nhá. Lấy bạn đi. Hello anh em, hiện tại thì Kẹo đang livestream ở trên Facebook nha mọi người. Các bạn tìm kiếm với từ khóa đó là Sĩ Kẹo này. Anh em click vào page Sĩ Kẹo 62.000 người thích nha anh em. Các bạn nhớ là hãy thích trang cũng như là bật chế độ xem đầu tiên và bật thông báo cho bài viết nổi bật để ủng hộ cho Kẹo nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Ngày hôm nay thì Kẹo mặc cái bộ trang phục mãnh sư và chúng ta sẽ chơi solo vest squad nha anh em. Ok. Ui, đây à? Thanh niên, làm gì vậy hả? Ui, anh lại sợ quá cơ. Vâng, thì một kill đầu tiên headshot rất là đơn giản phải không anh em ơi? Ok, hiện tại thì Kẹo đang sở hữu combo súng đó là một cây F3 này. Chúng ta có thêm một cây MP5 nữa nha anh em. Let's go nào. Các bạn là lâu rồi thì hôm nay mới nổi hứng solo vest squad nha anh em ơi. Không biết anh em có hóng nghe chuyện về chú xe ôm Sĩ Kẹo không nhở? Ui, ok, knock lần này. May tuổi gì? May tuổi gì? Làm sao ok? Ui, tình hình thì ngày hôm qua thì mình có chạy grab trải nghiệm anh em ơi. Ui, bên dưới có người này. Anh em chờ Kẹo tí nha. Ui, các bạn ơi, hình như là có tận hai đứa luôn. Ui, hơi vãi. Xuống xử chúng nó anh em ơi. Đây à? Ui, đây à? Làm sao ok nó một này? Thằng nữa, qua đây anh xử luôn này. Đây à? Ui, xong luôn. Đơn giản 4 kill rồi anh em ơi. Ok luôn, và đây đúng là combo súng tủ của Kẹo luôn. Hiện tại thì Kẹo có Ska với lại có MP40 nha anh em ơi. Hôm nay Kẹo rất là tự tin để cân team squad luôn, không vấn đề gì cả nha anh em. Thì cơ bản là hôm qua thì có làm tài xế Grab anh em ơi, chở được em gái xinh vãi cả trưởng ra. Thế là tối đến, quay có nhắn tin luôn anh em ơi. Nhắn tin là em cho anh làm quen. Thề luôn, ngậm được ngay câu quả đáng vãi. Thật ra thì hôm qua mình vác con xe mô tô R3 của mình đấy. Ui, chạy Grab, thề luôn tàn gái dễ vãi trưởng. Nhưng mà đấy là Kẹo nghĩ như vậy. Thế tôi nhắn tin, em cái này bảo là thôi anh ơi em có người yêu rồi. Thế là đắng vãi trưởng luôn. Thôi thôi anh em ạ, nên là nghỉ nha anh em ơi, không có chạy Grab nha. Với lại thì nói thật là tâm sự, chạy Grab bằng con xe mô tô của mình thì nó khá là ăn xăng anh em ơi. Tức là đối với con xe của mình thì anh em chạy tầm khoảng là 100 km, mà chạy đường trong phố thì nó hết tầm khoảng là 7 lít xăng, vãi nổi. Mà nếu mang mô tô chạy trong phố với lại chạy Grab thì anh thấy là không hợp lý lắm. Cơ bản là mô tô R3 của anh Độ, cái pô nghe nó to vãi trưởng ra mấy đứa. Ui, thế nên là độ pô to thế thì ây, chở khách, khách bảo được tài quá anh người. Nên lại thôi nhở. Câu chuyện với anh Grab Sĩ Kẹo vui tính nhở. À, chuẩn bị xem như nào lên trên cái anh em ơi. Và nếu như là mình mà có ô tô thì chắc là cũng sẽ chạy Grab car trải nghiệm anh em ơi, đúng không? Kẹo là Kẹo mới trải nghiệm Grab bike thôi. Thưa anh em xem video, các bạn thấy hay thì các bạn nhấn like, các bạn chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha anh em ơi. Ủng hộ cho Kẹo sớm có tiền mua ô tô cái nhở. Sẽ kể cho anh em nghe về những câu chuyện chạy Grab car. Mà thôi, tiền đâu anh em ơi. Làm YouTuber thì lấy đâu ra tiền mà mua ô tô. Vãi trưởng thật. Rồi ok, qua đây. Tình hình là hiện tại thì Kẹo mới chỉ kill được 4 mạng thôi anh em ơi. Ai. Hello các bạn, mình là anh Grab Bike Sĩ Kẹo đây. Mà tình hình là hôm nay là ui, thứ 7 cuối tuần rồi phải không nào mọi người? Thế là anh em đã tính đi chơi đâu chưa? Riêng Kẹo thì có lẽ như là vẫn ở nhà. Đấy, đi máy bay nhảy dù thôi anh em ơi. Chơi game Free Fire thôi chứ còn làm gì nữa hả anh em ơi? Chắc là lát rủ team chơi chung. Ui, đứa nào đây? Vãi hàng. Coi chừng cái đầu nha em ơi. Coi chừng cái đầu nhà em ơi. Ui, vãi làm sao? Thanh niên dâm dâm kia bây giờ chúng muốn làm sao? Ui, chạy qua vả nó luôn anh em ơi. Để cho nó lộng hành thế này không ổn rồi. Ui, đây à? Anh lại sợ chúng quá cơ. Ngay phía kia luôn anh em ơi. Vãi hàng. Ui nữa hả? Vãi thế. Ok nó một này. Ui vãi. Ui vãi. Ok nó hai này, có ai nữa không? Lên trên từng cái anh em ơi. Ngồi tạm đây quần máu đã. Ui pha này hình như là gặp phải độc yêu quái rồi anh em ơi. Gặp phải team squad rồi thì phải này. Ui, lấy bạn đi em ơi. Đây à? Ui vãi. Vãi men. Ây. Ây anh ơi. Anh ơi đừng làm em sợ nhá. Đừng làm em sợ nhé anh ơi. Chạy đâu hả anh ơi?
Quay lại đi anh ơi. Quay lại đi anh. Ui, nó quẩn đâu rồi các bạn ơi? Đây à? Đây à? Rồi ok, bắn vào chân thì cũng đan luôn nhá. Lấy bà đi. Thanh niên cuối cùng này, xử nó luôn anh em ơi. Mất dạy với kẹo hả? Đừng đùa với một anh Grabby như sĩ kẹo nha anh em ơi. Rồi ok nè. Ten Ten và còn lại 20 người chơi nữa trong vài đấu này nha anh em. À mà anh em ơi, hiện tại thì kẹo đang livestream ở trên Facebook nha anh em ơi. Thế nên là anh em nào mà thắc mắc là kẹo đang livestream ở đâu thì anh em có thể là ghé qua Facebook tìm page sĩ kẹo nha. Cảm ơn mọi người. Ê. Vẫn livestream với anh em bình thường mà. Mà chương trình là sắp đến Tết rồi thì kẹo vẫn sẽ làm video với lại livestream với anh em bình thường nhá. Kẹo năm nay không có ngày nghỉ Tết luôn. Đơn giản là nghỉ Tết thì lấy cái gì mà ăn hả anh em ơi. Thế luôn, thật sự là đắng vãi luôn. Kẹo nghèo đến nỗi mà không có tiền về quê anh em ơi. Anh Grabby mà nghèo dã man luôn các bạn ơi. Nên là nếu như mà anh em thấy video của kẹo hay, các bạn nhấn nút like, các bạn chia sẻ video giúp mình nhá. Ok, cảm ơn anh em. Mình sẽ lượn lờ qua đây coi. Thì cũng xin lỗi anh em bởi vì là ngày hôm nay lên video hơi muộn xíu này. Đấy, chán thế nhờ. Cơ bản là ngày hôm qua thì kẹo ngủ hơi muộn anh em ơi, đêm rồi còn xem chuyện cổ tích cơ đấy. Xem chuyện cổ tích để có thêm niềm tin và niềm động lực vào cuộc sống này thôi. Giờ này view YouTube ít quá anh em ơi, hơi buồn. Thì các bạn thấy hay, các bạn like, các bạn chia sẻ video giúp kẹo nha. Cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả những fan trung thành đấy. Tất cả anh em yêu quý kẹo thì kẹo rất là cảm ơn anh em luôn nha. Vâng, chả hiểu sao thì 19 đứa còn lại thôi. À đâu, bây giờ là còn lại 18 đứa này, thật sự là khó khăn luôn. Và lúc này thì kẹo mới chỉ có được 7 kill thôi. Một trận đấu solo với squad. Lâu rồi thì kẹo mới máu chó như này nha anh em. Thật sự là solo squad nó là một cái gì đấy gọi là ui, khá là căng đối với kẹo. Nhưng mà hôm nay kẹo chiến luôn, kẹo không ngại đâu nha anh em ơi. Rồi nha. Chưa thấy ai cả anh em ơi. Ten Ten qua đây rồi nhưng mà vẫn chẳng thấy ai này. Chán quá nhở. À đây rồi. Hello anh em, mình là sĩ kẹo Rapka đây. Anh em có muốn book phải chuyến xe của sĩ kẹo không nhở? Thôi anh em ơi, nói thật cho anh em đừng book phải chuyến xe của tôi. Tôi mà lái xe như này tôi lái xe ngáo lắm anh em ơi. Thế thì có mà bỏ mạng anh em ạ. Không nên dại, không nên dại làm gì cả. Vâng, hiện tại thì mình đang tiến qua phía đập thủy điện và sẽ lận lờ coi như nào đi kiếm người anh em ơi. Các bạn đâu cả rồi cơ? Tân máy tin lại chả thấy ai cả. Có phải là anh em đi núp cả rồi không? Có phải là anh em sợ xế điên sĩ kẹo không? Thật tôi mà lái xe kiểu tôi lái xe điên VL luôn anh em ạ. Lái xe kiểu ngáo vãi trưởng. Đấy. Các bạn theo dõi video của kẹo nhiều thì anh em sẽ thấy nha. Và nếu như mà anh em thấy video hay, like video, chia sẻ video giúp kẹo nhá. Nhớ đây anh em. Cảm ơn anh em nha và chúc anh em cuối tuần vui vẻ nhá. 16 người chơi nữa hả? À đi rồi. Ui, hai đứa luôn. Rồi này, một đứa ăn tông này, thằng kia đứng lại. Ui, vãi mẹ làm sao. Rồi vỡ đầu luôn. Thanh niên, tuổi gì em ơi, 9 kill rồi, còn lại 14 người chơi nữa. Ui, khá là căng thẳng anh em ơi. 14 người chơi tính ra là đang còn tầm khoảng là 4 team nữa thôi anh em ơi. Một mình clear 4 team còn lại, anh em thấy là kẹo có đủ khả năng không nhở? Đừng đùa với anh Grab. Anh chạy xe ôm sĩ kẹo nha anh em. Ơ mà tự nhiên mình thích cái công việc chạy xe ôm thế nhở? Có khi là các bạn ơi, mai lại vác mô tô ra đường chạy xe ôm để tán gái xinh các bạn ơi. Thề luôn. Anh em mà có xe mô tô chạy Grab tán gái xinh dễ cực luôn. Đấy, bày chia sẻ kinh nghiệm cho anh em là như thế nhá. Ngày xưa thì nếu bảo là hồi có đi học là cái trình độ tán gái của anh thì tán gái đi học nhá, không cần tán gái tự đổ. Anh em biết tại sao không? Các bạn là kẹo đẹp trai học giỏi, gái tự bu vào luôn. Thôi, đấy là những thứ kẹo không có và đấy là những thứ kẹo bốc phét nha anh em, đừng tin. Tin lời ai chứ đừng tin lời kẹo vào những chuyện chém gió như này. Rồi nha. Ok ok, có người này. Ui, hai đứa luôn. Ok. Chạy đâu em ơi. Ui, làm sao? Lên bản đi. Vâng, 10 kill rồi, một con số vô cùng là tròn chỉnh rồi anh em ơi, 10 kill rồi cơ này. Ten Ten, đứa nào ở dưới? Chuẩn bị tâm lý đi. Nào để anh coi. Còn một đứa ở dưới này anh em ơi. Mà chắc là giờ nó sợ quá, nó chạy nó núp vào trong rồi. Nên là ăn nó cũng hơi khó các bạn ơi. Ờ vãi trưởng thật. Thế luôn, ngày xưa mình đi học ấy, mình học thì học khá thôi nhưng mà thầy cô giáo rất là yêu quý đấy. Đâm ra là người ta bảo là học sinh ưu tú các bạn ạ. Mà thôi bảo nghe này, anh em học hành nhá, anh em tập trung vào học hành xíu nhá. Chứ là chơi game cũng điều độ thôi. Không lại chơi game nhiều quá, không học hành được thì chết dở anh em ạ. Số nhá, số nhá.
anh vừa coi xem là ở trên trời có ai không và anh phát hiện ra là vẫn chẳng có ai cả. Thế nên là chúng ta qua phía làng gốm nhá. Máy bay thả thính nè. Kệ nó vậy. Đấy, máy bay thì nó thả thính đấy, trong thính toàn đồ ngon. Còn tôi chỉ thả thính những bạn nữ trên kênh của Sĩ Kẹo thôi. Tèn tèn, 12 người trận đấy hả? Why? Nói chung là cứ phải từ từ thôi anh em ơi, thật ra là Kẹo cũng chả vội. Đấy, vừa chơi vừa kiếm tốp lại vừa chém gió với anh em như này thật sự là khá là vui nhá các bạn nhá. Hôm nay thật ra là mình thấy thế nào mình lại chơi con nhân vật ngộ không chứ. Bình thường là Kẹo toàn chơi unlock thôi, ngộ không thì cũng có cái hay của nó. Ui, vãi. Đứa nào trên đấy? Đứa nào trên đấy? Ui, các bạn là mình hơi căng thẳng rồi nhá. Đứa nào trên đấy hả? Trên nhà này thì không có ai cả anh em ơi. Ui, vậy an toàn rồi. Anh chỉ coi là đứa nào trên đây. Đây à? Ui, cái đâu? Ui, căn dọn nhưng mà không nổi của tận hai đứa luôn cơ. Ui, double địch luôn. Vãi hàng. Từ từ anh em ơi. Xuống dưới, xem như nào, vả cho nó luôn anh em ơi. Tôi mà phải ngại các bạn cơ. Mình không ngại đâu nha. Đâu rồi, chạy đâu hả? Chưa thấy luôn này anh em này. Chúng nó lại trốn đâu cả rồi. Vãi cả trường. Wait, anh ơi, mấy anh thả cho em cái. Em lỡ chạy ra ngoài. Kìa, anh em thấy không? Từ nhá. Wait, hai đứa sau trụ này. Vãi hàng chưa? Wait, bắn toàn kiểu auto một chảo. Láo vãi nhở. Ơi cay anh em ơi, căng vãi trưởng nhở. Ok, xong nhá, 11 kill rồi. Ngon chưa? Chờ tí các bạn ơi. Chờ tí này, có đứa chạy bọc vào đây. Ui, nốc luôn, nằm luôn. Trúng đầu thì lại không nốc mới lạ chứ. Ok luôn, headshot. Yes, 12 kill rồi anh em ơi. Xem như nào, ra đây cái con nào anh em ơi. Không thể ai nữa cả. Hình như là ngoài này thì hết người rồi các bạn ơi, không có ai cả đâu. Vậy nên là chúng ta sẽ chạy vào phía trong này nha anh em ơi. Bọn đang thu lại rồi cơ mà. Không chạy vào để mà chết hại anh em. Rồi ok này. Uầy, có thật nhiều máu này. Uầy, khá là ngon anh em ơi. Chúng ta có bây giờ là 12 kill. Uầy, slow squad từ này bắn thích ghê vậy. Nhưng mà nếu như mà lạc vào team squad nó chơi cứng thì anh em ơi, đúng là rơi vào đội yêu quái rồi. Chúng nó lại quất cho xanh mộ, đừng hỏi tại sao nhở. Uầy, vậy là bây giờ còn lại là 2 team nữa nha anh em ơi, còn 2 team nữa nha. Ơi, mình là một đứa lẻ loi đây. Anh nghĩ là chỉ còn lại 2 team thôi. Số nha các bạn ơi. Mình chưa thấy ai cả này. À bên này à? Bên kia có người các bạn ơi, bên kia có người này. Mình không biết là mình có nên chạy qua không nhỉ? À đây rồi làm sao? Ui, chạy đâu hả? Chạy đâu hả em ơi? Ui, thằng bé vẫn đang xong gốc cây anh em ơi. Thôi chạy đi. Đơn giản là bây giờ bo chuẩn bị thu lại rồi. Nếu mà chơi nhây với nó thì Kẹo thấy là không ổn một chút nào luôn. Thế nên là anh em ơi, chạy lần lượt qua đây thôi. Không là chạy qua bên kia mình thì không ổn lắm. Đây, chạy qua bên này có lẽ như là sẽ là một cái khu vực khá là an toàn nha các bạn ơi. Tên tên. Thật sự là Kẹo vẫn đang run vãi anh em. Bây giờ là bo nhỏ rồi, mà gặp team squad thì cho nó vả cho đúng lật mồm luôn. Thôi lên trên cái. Hiện tại thì Kẹo vẫn đang an toàn anh em ơi, nên là anh em yên tâm nha. Ui, bên trên có một đứa này, không vừa nhảy xuống cả. Lao vào vả nó luôn này. Làm sao? Ui, ui vãi. Bên hông có người lần này. Ui, cái gì vậy? Đông dã man luôn anh em ơi, vãi trưởng. Ui, cái gì mà đông thế? Bo thu lại rồi kìa anh em ơi. Vãi hàng rồi. Ui, cái gì vậy? Ui, cái gì vậy? Thôi xong luôn. Vãi. Ê, cái gì đây anh em ơi? Ui, chúng nó team up này. Hai team squad chúng nó team up với nhau. Ui, xong là chúng nó vả anh xe ô như mình. Ui, thế mình chịu các bạn rồi. Đi solo squad. Bây giờ là solo VS luôn. Vãi, 1-8 này. Ui, vãi hàng. Thôi bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ like, các bạn nhớ chia sẻ video giúp Kẹo nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.